Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Nam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị cây thuốc lam có tác dụng điều trị bệnh thận hư, suy thận rất tốt. Vị cây thuốc có tên gọi là cây lổ. Cây lổ hay nhiều nơi khác còn gọi là cây tanh tách. Đây là một trong 4 vị thuốc lam của bài thuốc lam điều trị bệnh thận hư nổi tiếng của một nông dân Bình Định. Bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết, công dụng, cách dùng của cây lổ trong việc điều trị bệnh. Cây lổ hay nhiều nơi khác còn gọi là cây tanh tách, sâm tanh tách. Mỗi địa phương thường có một cái tên gọi riêng. Cây có tên gọi là cây tanh tách do quả của cây có hình quả đậu, khi già quả lổ bung hạt kêu tanh tách. Trẻ con rất thích trêu đùa nhau bằng quả cây lổ, do khi nó lổ phát ra tiếng kêu tanh tách. Về khoa học, cây thuộc họ Ozo. Về khu vực phân bố của cây lổ, cây mọc khắp các cây vùng miền nhiệt đới, nơi có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều. Ở nước ta, cây mọc khắp các cây tỉnh thành từ Bắc chí Nam, song nhiều nhất vẫn là ở các cây tỉnh miền Nam nước ta. Về bộ phận dùng làm thuốc, dân gian thường dùng toàn bộ cây gồm thân, lá, rễ để làm thuốc. Về công dụng của cây lổ, theo y học cổ truyền, cây lổ có tính mát, có tác dụng điều trị một số căn bệnh sau. Thứ nhất, có tác dụng kích thích ra mồ hôi. Thứ hai, có tác dụng bồi bổ, nên còn gọi là sâm tanh tách. Thứ ba, có tác dụng điều trị suy thận. Đây là một tác dụng quý nhất của cây lổ. Cây là một trong 4 vị thuốc trong bài thuốc lam điều trị bệnh thận hư nổi tiếng ở Bình Định. Và bài thuốc lam đó gồm 4 vị thuốc sau: cây quýt gai, cây mực, cây muối và cây lổ. Và điều kỳ diệu là rất nhiều bệnh nhân suy thận đã được cứu sống nhờ bài thuốc đơn giản này. Thứ tư, có tác dụng điều trị bệnh sỏi thận, sỏi màng quang. Thứ năm, có tác dụng điều trị cảm nóng, cảm lạnh rất tốt. Vậy thì những đối tượng nên sử dụng cây lổ là những ai? Cây được sử dụng cho các trường hợp bệnh nhân sau. Thứ nhất là bệnh nhân mắc suy thận, thận ứ nước, phù thận. Thứ hai là bệnh nhân sỏi thận, sỏi bàng quang. Thứ ba là người bị cảm sốt. Vậy thì cách dùng và liều dùng như thế nào? Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các bài thuốc dùng cây lổ trong việc điều trị bệnh. Bài thứ nhất, dùng làm thuốc điều trị bệnh thận hư. Thành phần và cách dùng bài thuốc như sau: cây lổ, cây quýt gai, cây mực, cây muối, mỗi vị 20g. Phơi khô, sắc với 1,5 lít nước, sắc cạn còn 700ml, chia ra uống trong ngày. Và quý vị và các bạn uống liên tục trong vòng 1 tháng là có hiệu quả. Bài thứ hai, dùng làm thuốc điều trị bệnh sỏi thận. Thành phần và cách thực hiện bài thuốc như sau: cây lổ 20g, cây kim tiền thảo 20g, rễ cỏ chanh 15g, sắc với 1,5 lít nước, sắc cạn còn 1 lít nước, chia ra uống trong ngày. Bài thứ ba, dùng làm thuốc điều trị cảm sốt: cây lổ 20g, hãm nước uống trong ngày. Như vậy là tôi đã trình bày cho quý vị và các bạn công dụng, cách dùng chi tiết của cây lổ trong việc điều trị bệnh. Và quý vị và các bạn có thể mua cây lổ ở đâu và địa chỉ nào bán cây lổ uy tín? Thì hiện tại Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi có bán cây thuốc này ở dạng khô. Cây thuốc của chúng tôi có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, sạch sẽ và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Và nếu quý vị và các bạn có quan tâm hoặc muốn sử dụng cây lổ trong bài thuốc trên thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi nhận chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Và sau đây tôi xin dừng cái video này tại đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video bổ ích thì vui lòng giúp tôi chia sẻ cho bạn bè, người thân và đừng quên bấm đăng ký kênh của tôi để theo dõi các cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.